Đây là con iPhone 5C. Mình thì vừa mới nhận từ sếp cái con này. Đây là một con máy mà khi mình nhìn xung quanh cả cái ngoại hình của nó ấy, thì nó gần như là kiểu mới tinh, không có bất kỳ một cái vết xước hay là một cái dấu hiệu gì về cái ngoại hình là nó bị kiểu xê sát hay là cấn móp gì cả. Gần như là mới luôn. Và theo sếp mình nói thì đây là một con hàng tồn kho nên là nó sẽ chưa qua sử dụng. Dữ dội không? Nhưng mà ở trong video này mình sẽ không bàn về cái vấn đề hàng cũ theo kiểu nó có bị thay vỏ hay không, thay pin hay không, hay thay linh kiện hay không. Mình sẽ chỉ đơn giản là lắp sim vào. Và mình đã có dùng con máy này như một con máy bình thường, lắp sim vào, nghe gọi, giải trí các thứ bình thường luôn trong một vài ngày. Và bây giờ thì xem là những trải nghiệm của mình với con iPhone 5C với mức giá là khoảng hơn 1 triệu, nhưng mà nó vẫn mới nhé, thì nó sẽ như nào, sẽ là những cái cảm nhận mang tính là cá nhân và đời sống một chút, chứ không phải là cái camera, thiết kế hay màn hình hay kiểu như thế nha. Rồi chúng ta cùng nhau vào video để xem mình đã trải nghiệm như thế nào với con iPhone 5C. Quảng cáo một chút thì hiện tại là ở Bạch Long Mobile đang là vào dịp Tết nên là có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đi kèm. Bạn nào quan tâm thì đến trang web hoặc đến cửa hàng để tham khảo nhé. Đầu tiên đó chính là cái cảm giác là mình móc ra từ túi, sau đó là mình đưa lên để nghe này, hoặc là mình cầm cái kiểu như này rồi mình chụp ảnh ấy, thì gần như khá là nhiều người đổ dồn cái sự chú ý về phía mình. Nhìn nó tương đối là đặc biệt giữa rất là nhiều những smartphone hiện tại. Nó nhỏ, nó xinh, nó có màu sắc thu hút. Và nếu anh em không biết thì chắc là khéo còn tưởng đây là một cái điện thoại đồ chơi ở đâu đấy, đúng không? Những ai mà không biết thì sẽ kiểu nhìn mình theo kiểu là hơi tò mò một chút. Còn bạn nào biết iPhone 5C rồi ấy, thì có thể là sẽ có một cái suy nghĩ theo kiểu là sao bây giờ vẫn có đứa dùng iPhone 5C mà nhìn nó còn mới tinh như này, đúng không? iPhone 5C là một trong những con smartphone hiếm hoi của nhà Apple. Smartphone nhưng mà nhìn nó lại kiểu như đồ chơi, nhìn nó rất là kiểu nhựa nhựa và nhìn nó rất là cute dễ thương. Và nhìn như này chắc là sẽ khá là nhiều người nghĩ liên tưởng đến một cái con iPod, đúng không? Và cái điểm đặc biệt khi mà mình dùng iPhone 5C đó chính là mình sẽ nhận được cái sự chú ý từ mọi người. Và thứ hai là chính là cái cảm giác để mà sử dụng chiếc smartphone mà nó vừa nhỏ gọn, nó vừa bé bé như này mà nó lại có cái logo của táo, màu sắc nữa, thì cũng là một cái cảm giác khá là hay sau rất là nhiều năm mình trải nghiệm lại con iPhone 5C. Tiếp theo sẽ là cái quá trình mình trải nghiệm máy, thì mình đã có hẳn một cái video theo kiểu trải nghiệm và nói chung là nếu mà nói theo kiểu thuần công nghệ thì là đánh giá hiệu năng. Nhưng mà cái tầm này thì cũng đánh giá gì nữa, đơn giản là mình sẽ cho anh em sâu cho anh em những cái gì mà trải nghiệm của mình với iPhone 5C, anh em có thể xem lại. Hoặc là cái video ấy thì có thể là public sau để anh em sẽ có thể xem sau ở trên kênh nhé. Và iPhone 5C này dùng hàng ngày thì được, tất nhiên là phải dùng được, chứ nếu mà không dùng được thì ai mua làm gì, đúng không? Nhưng mà theo kiểu là nó sẽ lâu lâu lắc giật này, lâu lâu đưa ra này, có những tình trạng không ổn định thì nó sẽ xảy ra tương đối là thường xuyên. Nhưng mà mình dùng thì vẫn cứ dùng thôi, bởi vì kiểu dùng nhiều thì nó quen ấy, thì kiểu lâu lâu cũng sẽ quen với cái sự giật giật đấy. Đôi lúc kiểu dùng quên mất và cứ kiểu quen với cái việc nó hơi giật giật nhẹ như thế luôn. Dùng lâu anh em sẽ kiểu quen với cái sự không mượt mà trên máy. Cái màn hình nhỏ xíu ở trên kích thước tương đối nhỏ của máy thì mới đầu thì mình sẽ không quen từ cái việc là mình lướt Facebook, mình lướt Instagram, mình xem YouTube hay là mình nhắn tin các thứ. Nhưng mà sau đó khi mà mình đã dùng quen rồi thì mình cũng quên mất rằng cái kích thước này là nó hơi nhỏ so với mình. Và sẽ có một vài lợi ích về cái việc làm máy nhỏ như này. Đầu tiên là chính là bởi vì mình dùng smartphone to quen rồi nên bây giờ kiểu nó nhỏ như này thì mình xem video các thứ nó sẽ không sướng, nên sẽ hạn chế xem. Rồi là bình thường lướt Facebook các thứ thì cứ lướt mãi nó cũng cứ lướt lướt, nhưng mà bây giờ thì cũng kiểu lâu lâu lag một chút rồi màn hình nó hơi nhỏ nên là hơi đau mắt, nên cũng sẽ bỏ được cái tật là dùng mạng xã hội quá nhiều. Thứ hai nữa đó chính là nó nhỏ gọn thì bỏ trong túi quần này, hay là đi đâu rút ra để mà nghe gọi thì nó cũng rất là yên tâm, vừa nhỏ gọn nên là tiện này, cộng với việc là nếu mà có bị giật thì chắc là cũng sẽ đỡ tiếc hơn, và chắc là cũng sẽ ít người mà quyết định là giật cái con máy này bởi vì nó sẽ hơi mất công. Và thứ ba nữa thì nó sẽ mang tính cá nhân một chút, đó là về cái thói quen cá nhân của mình, đó chính là mình buổi sáng thì có chạy bộ. Cái việc này thì combo sẽ bao gồm cả áo quần giày dép thì mình không nói, nhưng về phần công nghệ này mình sẽ có một chiếc smartphone, một cái tai nghe Bluetooth và một cái smart band. Sau đó thì mình kết nối để mà mình nghe audio các thứ và đến bước chân ấy. Thì con điện thoại này nó nhỏ gọn nên là mình cầm rất là tiện luôn, chứ không phải là những smartphone khác thì cầm nó sẽ khá là, nó sẽ không thể nào mà sướng bằng cầm mấy con iPhone 5C mà chạy được. Cùng ti tỉ những cái lợi ích khác của một con smartphone mini này, một con iPhone 5C này,
khi mà anh em sử dụng. Mà mình kể thì đâu hết được đúng không? Con máy này thì kiểu lâu lâu mà mình rút ra để mà chơi mấy game nhẹ nhàng thì nó vẫn cực kỳ là ổn nhá. Thậm chí là mình trong cái video mình test hiệu năng thì nó còn có thể là chơi Liên Quân hay là Asphalt Extreme được. Về phần camera con này thì mình cũng có đưa đi đâu đấy chụp một vài tấm ảnh thôi. Được cái là cầm ra chụp thì nó kiểu cầm nó nhẹ và nhỏ nữa thì cầm rất là kiểu rất là dễ thương. Đây là mình có chụp Nhi ở trong văn phòng và mình có chụp kèm app nữa. Bởi vì màu sắc của nó sẽ hơi nhợt nhạt ấy, thì mình đi kèm app nữa để cho nó ảo một chút. Thì phải nói rằng là cái ảnh này nó cũng khá là ảo và nhìn ổn phết đấy chứ. Hay là trong quá trình đi làm ấy, thì mình cũng có chụp một vài tấm chơi ở đây thì anh em có thể xem được. Tầm giá khoảng hơn 1 triệu thì như này cũng chả có gì để mà đòi hỏi nữa đúng không? Quên mất về cái việc là đang xem ảnh mình nhớ đến là cái màn hình của con này. Màn hình con này khi mà đi ra ngoài đường dùng thì nó vẫn được, vẫn cái độ sáng vẫn ok. Chỉ là nó sẽ kiểu hơi rỗ, mình không quen lắm. Nhưng mà dùng cái này thì cũng ổn áp mà đúng không? Mình nghĩ thế. Vậy thì ai sẽ là những người mà lựa chọn con iPhone 5C này? Có hàng mới nhá. Sẽ là một cái người nào đấy đang sử dụng một chiếc Apple Watch, một cặp AirPods Pro, một cái iPad, một cái MacBook đấy. Và chưa có smartphone để dùng kèm với những cái thiết bị đấy. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà đúng là nó vô lý thật. Nhưng mà mình bảo là có thể thôi nha. Nó có thể là một trong những cái smartphone đưa vào combo đấy hợp lý, bởi vì nó là một thiết bị của Apple và nó chạy iOS. Đấy nhá, ví dụ bạn đang sử dụng một chiếc smartphone Android, bạn không muốn sử dụng đồ của Apple, nhưng mà những người xung quanh của bạn, bạn bè bạn, đồng nghiệp bạn hay là bồ của bạn đi, đều sử dụng những thiết bị của Apple, sử dụng rất là nhiều, thì những dịch vụ như gọi là iMessage, FaceTime, AirDrop để mà liên lạc hay là chuyển file các kiểu thì nó rất là phổ biến và chỉ những thiết bị nhà Apple mới làm được với nhau. Thì bạn sẽ mua con iPhone 5C này về để mà thực hiện những cái tác vụ đấy, những cái dịch vụ như thế. Mình thì đã có thử FaceTime trên con này thì rất là ổn luôn. Tiếp theo nữa thì bạn muốn tiếp cận những cái nội dung chỉ có trên iOS, như gọi là podcast độc quyền trên họ này, thì có rất là nhiều podcast mà mình nghe ở chỗ khác thì nó sẽ không có, mà chỉ trên podcast này mới có này. Hay là một vài cái ứng dụng chỉ có trên iOS, còn Android thì không có cái app như thế. Thì lúc này anh em chỉ cần mua một con iPhone 5C về với giá rất là rẻ để mà tiếp cận những cái dịch vụ, những tiện ích, những cái ứng dụng như thế này. Nhưng mà anh em lưu ý rằng là đây là một con máy chạy iOS đã cũ, nên là sẽ có nhiều cái tính năng, cái dịch vụ hay là một số ứng dụng thì có thể là không dùng được, hay là cái tính năng nó không đầy đủ lắm nhé. Thứ hai nữa chính là anh em lựa chọn một con máy theo kiểu nó nhỏ gọn, nghe gọi thì nó tiện lợi, khi mà ra đường để trong túi thì nó cũng sẽ kiểu ít bị cấn. Lâu lâu thì rút ra kiểu chơi mấy game nhẹ nhàng trong lúc ngồi làm gì đấy thì 1 triệu, ok. Bây giờ thì mình có lẽ là sẽ cầm máy đi và hỏi xem mọi người trong văn phòng sẽ cảm thấy cảm nhận như nào khi mà cầm con iPhone 5C này trên tay nhé. Đây này, đây, cầm thử đi và cho cái cảm nhận. Cảm nhận cảm nắm hả? Cảm nhận gì cũng được, cầm và bật hay làm gì cũng được. Nghĩ sao về con này? 1 triệu, hàng mới. Nói chung là 1 triệu con này nhìn rất là dễ thương, nhìn rất là xinh và gọn, rất là gọn tay luôn. Nếu là mình thì mình, nếu mà có tiền thì mình cũng sẽ mua để làm cái con máy mà kiểu như là con máy dự phòng, bởi vì là đi ngoài đường mà ví dụ mình móc mấy con mà to to hoặc là mấy con mà mắc tiền, ví dụ như iPhone 11 á, thì mình sẽ bị người khác chú ý, thì có khi là cầm nó rất là khó để bấm bên ngoài, có khi họ bị cướp nữa luôn. Cho nên là mình thấy nhỏ nhỏ gọn gọn như thế này nhưng mà vẫn đầy đủ tính năng, vẫn sử dụng được tốt, vẫn sử dụng tiện, nhưng mà chúng ta dùng Google Maps bên ngoài nè, rất là ok. Tức là Nhi lựa chọn một con iPhone rẻ, cực kỳ rẻ để tiện gọn hơn đúng không? Thay cho một con iPhone rẻ mà nó đang dùng là iPhone 11. Rồi đây khả năng này, đây sau quá trình đã quay cầm quay rất là nhiều sản phẩm này thì bây giờ em có cảm nhận gì về nó, bất kỳ gì được? Em thấy thì thứ nhất là nhỏ rộng, rồi cái thứ hai là màu, giờ khó kiếm màu này đâu. Thứ ba là mình quay á thì mình có trải nghiệm, mình thấy nó cũng rất là mượt, thì bật lên cài đặt chung thì thấy nó chạy tới iOS 10 thì cũng mượt phải luôn. Đó là những ý kiến của từng người trong văn phòng nhé. Chung là đây cũng sẽ là một cái video theo kiểu là vui vui thôi. Mình biết là sẽ có những người mà có thể là đang xem video này bằng những chiếc iPhone 5 hoặc là iPhone 5C thì cũng kiểu vui vui. Cả video thì cũng sẽ không có nội dung gì nhiều, chỉ đơn giản là cái cảm giác của mình khi mà sử dụng một chiếc iPhone được xem là giá rẻ của Apple sau khoảng
6,3 năm thì nó sẽ như thế nào. Đây là những cách nhìn cá nhân của mình thôi, còn bạn nào đang dùng thì sẽ có thể là nó sẽ khác. Và anh em nếu cảm thấy video hay, hay thậm chí là cảm thấy video này không hay, thì cứ lên kênh để xem những video khác hay hơn nhé. Cảm ơn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Tạm biệt.